Thật sự là quá trời là khủng khiếp luôn cô chú anh chị ơi. Cái đèn công suất 500W vừa mới ra mắt của hàng Nanlite này nè. Mã là Nanlite Fuja 500B, công suất phải cực kỳ mạnh luôn. Đưa điếu hút vô là nó cháy liền ngay lập tức. Thì mẫu này là mẫu của Nanlite vừa mới ra mắt luôn. Mẫu đèn công suất là 500W có hai mã. Một mã là Nanlite FC 500B và FC 300B, thì là 350W và 550W. Với con đèn này thì dẫn đầy đủ những 12 tính năng hiệu ứng nè. Rồi mình chỉnh được cái phần nhiệt độ màu từ 2.700 cho tới 6.500 là phần nhiệt độ màu. Còn chiếc đèn này mình vẫn có thể link lại với nhau á, thông qua thứ nhất là thông qua dây, thứ hai là mình sử dụng thông qua app là Nanlink. Thì với cái đèn này công suất quá lớn luôn và vừa mới ra mắt của Nanlite, có thể nó sẽ là sự thay thế cực kỳ tốt cho những dòng đèn Nanlite hiện tại. Tại vì thiết kế con này nó đẹp nè, thứ hai là tản nhiệt nó tốt, thứ ba là cái quạt á nó có tiếng ồn rất là nhỏ, kèm theo cái thiết kế của đèn rất là ok, đảm bảo cho mình trong quá trình sử dụng an toàn. Rồi đèn thì mình sẽ không cần phải cắm trực tiếp nguồn vô cái đèn nữa, mình sẽ sử dụng thông qua một cái adapter nguồn của cái đèn. Như vậy á, thì đèn sẽ có tính năng ổn định cao hơn. Hàng bên em là chuẩn bị về rồi. Cô chú anh chị có nhu cầu về thông tin cái đèn này có thể nhắn tin về bên em ha. Bên em sẽ tư vấn mình kỹ hơn. Hai mã đèn đây ạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.